Đàn ông thận khỏe sẽ có 6 đặc điểm này, nếu có 3 trên 6 xin chúc mừng. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, đối với nam giới, có được một quả thận tốt là điều mơ ước. Tuy nhiên, trước áp lực của xã hội hiện đại và thói quen ăn uống không tốt của nhiều nam giới, cũng như sử dụng nhiều chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, cà phê cùng với ý thức bảo vệ sức khỏe không tốt, thận của hầu hết nam giới đều không được khỏe mạnh cho lắm. Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả thận của nam giới đều có vấn đề. Thực tế, chúng ta có thể đánh giá thận của mình có khỏe mạnh hay không thông qua nhiều biểu hiện. Đối với nam giới, tình trạng của thận có tác động rất lớn tới sức khỏe chung. Ngoài chức năng lọc máu và đào thải độc tố theo đường niệu đạo dẫn đến bàng quang và thải ra ngoài, thì thận còn giúp tái hấp thu nước, các axit amin và gluco. Ngoài ra, thận có chức năng nội tiết, là nơi sản xuất các hormone như calcitriol, renin và erythropoietin. Nhưng vì thận là nơi lọc chất thải và độc tố từ máu, vì vậy chúng dễ bị nhiễm trùng và tổn thương hơn các cơ quan khác. Lượng canxi, oxalat và phốt pho dư thừa có thể tích tụ trong thận để hình thành sỏi thận, có thể gây đau nếu chúng gây tắc nghẽn. Đối với tất cả mọi người, thận hoạt động tốt thì cuộc sống cũng thêm phần thoải mái, chất lượng sinh hoạt không bị ảnh hưởng. Chính vì thế, bảo vệ sức khỏe của thận đóng vai trò rất quan trọng. Điều này càng đặc biệt đúng đối với nam giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, 10% dân số thế giới đang phải đối mặt với các bệnh lý về thận và mỗi năm, bệnh lý này cướp đi mạng sống của 5 đến 10 triệu người trên toàn thế giới. Đáng chú ý, những con số này được dự đoán sẽ ngày một tăng cao. Ước tính đến năm 2030, có đến 5,2 triệu người mắc bệnh thận và cần được chạy thận nhân tạo. Tại Việt Nam, hiện có khoảng 5 triệu người đang bị suy thận, khoảng 26.000 người bị suy thận mãn tính giai đoạn cuối phải chạy thận nhân tạo và 8.000 ca mắc mới mỗi năm. Thông thường, những người đàn ông có thận khỏe và tốt sẽ sở hữu chung 6 đặc điểm sau đây. 1. Tóc, lông đen bóng, chắc khỏe. Trong đông y, tóc được ví là máu, là hoa của thận. Tóc là một trong những tiêu chí để đo chất lượng của thận. Thận khí khỏe thì tóc sẽ đen bóng, không dễ rụng. Đồng thời, sự sinh trưởng và phát triển của lông trên cơ thể cũng như tóc đều chịu ảnh hưởng của thận. Do đó, một khi tóc chuyển sang màu trắng, mất bóng hoặc thậm chí rụng nhiều tóc, hãy cảnh giác với các vấn đề về thận. Điều này có thể liên quan tới tình trạng thận khí không đủ, huyết hư, do đó tóc không được nuôi dưỡng đầy đủ. Vì vậy, nếu tóc của bạn đen và bóng, điều đó có nghĩa là tinh khí và thận khí trong cơ thể bạn đang duy trì ở mức tốt. Tục ngữ có câu người tốt tóc mọc khắp người, câu nói này không phải là không có lý do. Bởi vì sự sinh trưởng và phát triển của lông trên cơ thể cũng như tóc đều chịu ảnh hưởng của thận. Thận không chỉ là một cơ quan đơn giản, nó không chỉ bao gồm chức năng sinh sản của chúng ta mà còn liên quan đến sự phát triển của tóc. Do đó, thận tốt có thể kích thích mọc tóc, làm cho lông trên cơ thể nhiều hơn. Đây là một biểu hiện quan trọng của thận tốt ở nam giới. 2. Thính giác tốt. Theo Trung y, ngũ quan mắt, lưỡi, miệng, mũi, tai tương ứng với ngũ tạng là gan, tim, tỳ, phế, thận. Thính giác có sự tương quan trực tiếp với thận. Khi thận yếu có thể khiến tai bị ù và nếu nó quá yếu sẽ gây điếc tai. Ngược lại, nếu thính giác của bạn bình thường, không có vấn đề, có nghĩa là chức năng thận của bạn cũng đang vận hành trơn tru, thuận lợi. 3. Răng chắc khỏe, cứng cáp. Răng là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể con người và là một biểu tượng quan trọng của sức khỏe thận. Đông y cho rằng thận tinh sinh tủy, tủy nuôi xương, cho nên thận tinh nhiều thì tủy chủ động sinh hóa, tủy đầy đủ thì xương được nuôi dưỡng, cho nên cứng cáp, cường tráng. Có thể hiểu đơn giản rằng thận khí đầy đủ giúp cho tủy khỏe mạnh, xương và răng cũng chắc khỏe hơn. Theo y học hiện đại, nghiên cứu của các nhà khoa học trường Đại học Birmingham, Anh đã cho thấy mối liên hệ nhất định giữa thận và sức khỏe răng miệng. Cụ thể,
kết quả chia ra người mắc bệnh thận mãn tính, trong đó có suy thận, nếu bị kèm theo viêm nha chu, viêm lợi hay bệnh nướu răng nặng thường có nguy cơ tử vong cao. 4. Râu dày, yết hầu nhô ra rõ ràng. Với nam giới, sự sinh trưởng của yết hầu và râu chịu ảnh hưởng của nội tiết tố nam tiết ra, từ đó kích thích râu và yết hầu. Theo lý luận Trung Y, điều này cũng liên quan đến thận, nơi chủ quản hệ thống sinh sản. Do đó, yết hầu nhô ra rõ ràng cùng với râu đen bóng, không gãy rụng, cũng là dấu hiệu của thận tốt ở nam giới. 5. Thắt lưng khỏe, sung sức. Thận nằm cạnh cột sống thắt lưng ở phía dưới của xương sườn. Một người bình thường sẽ có hai quả thận nằm đối xứng ở hai bên cột sống thắt lưng. Thận bên trái sẽ nằm cao hơn thận bên phải khoảng 2 cm. Do đó, cơn đau do thận xảy ra bên dưới lồng xương sườn ở hai bên cột sống của một người. Nhiều người cũng có thể cảm thấy như thể cơn đau đến từ thắt lưng. Mọi người có thể cảm thấy đau ở một hoặc cả hai bên của cơ thể tùy thuộc vào việc một tình trạng chỉ ảnh hưởng đến một quả thận hoặc cả hai quả thận. Theo y học cổ truyền, thắt lưng là nơi ở của thận. Nếu thận hư sẽ biểu hiện ở vùng thắt lưng đầu tiên. Mối quan hệ tương hỗ còn thể hiện ở việc khi ngồi lâu, bạn không chỉ đau thắt lưng mà còn khiến thận khí kém lưu thông, lâu dài gây thận hư. Do đó, vùng thắt lưng cũng thể hiện phần nào tình trạng sức khỏe của thận. 6. Ngón chân út dày dặn. Theo Đông Y, ngón chân út là nơi kết nối với kinh tuyến sao dinh của bàn chân, cũng có thể phản ánh xem thận có khỏe mạnh hay không. Ngón chân út dày lên chứng tỏ thận khí đã đủ, chức năng thận rất tốt. Nếu ngón chân út mỏng và nhỏ có nghĩa là thận khí bị thiếu hụt, thận có vấn đề. Thưa quý vị, thận là một trong những cơ quan đóng vai trò quan trọng trong hầu hết hoạt động của cơ thể. Việc duy trì chức năng thận khỏe mạnh sẽ mang lại một sức khỏe tổng thể ổn định. Sau đây là 11 thói quen giữ thận khỏe mạnh quý vị có thể tham khảo. 1. Không lạm dụng một số loại thuốc là cách giữ thận khỏe mạnh hơn. Thuốc chống viêm không steroid như ibuprofen và naproxen có thể làm hỏng thận của bạn nếu dùng quá nhiều trong cùng một lúc hoặc dùng quá thường xuyên. Việc sử dụng thuốc ức chế bơm proton cho các vết loét niêm mạc dạ dày hoặc bệnh trào ngược dạ dày thực quản trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý thận mãn tính. Để thận khỏe mạnh thì tốt nhất bạn chỉ nên dùng thuốc này khi được bác sĩ chỉ định. 2. Cẩn thận với các thuốc kháng sinh. Những loại thuốc chống lại vi khuẩn này có thể làm hỏng thận nếu bạn sử dụng chúng quá thường xuyên. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi thận khỏe mạnh với chức năng bình thường, nhưng vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn nếu thận của bạn vốn đã hoạt động không tốt. Một số nhóm kháng sinh như penicillin, sulfonamide và cephalosporin là những loại gây nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng thận hơn. 3. Không lạm dụng các loại thực phẩm chức năng từ thảo dược. Nhà sản xuất các loại thực phẩm chức năng thường chứng minh sản phẩm của họ an toàn. Tuy nhiên, một số khác có thể cảnh báo về nguy cơ gây hại cho thận của bạn ngay trên nhãn sản phẩm. Những loại thực phẩm chức năng đó có thể đặc biệt nguy hiểm nếu tiền sử người dùng đã bị bệnh thận. Nguyên nhân là vì chúng có thể làm cho chức năng thận tồi tệ hơn hoặc ảnh hưởng hiệu quả của một số loại thuốc điều trị khác. Trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm thực phẩm chức năng có nguồn gốc thảo dược nào là một cách giúp thận tốt hơn. 4. Ăn uống lành mạnh. Một trong những cách giữ thận khỏe mạnh chính là xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Thận là cơ quan xử lý mọi thứ bạn đưa vào cơ thể, thức ăn hoặc đồ uống, bao gồm cả những chất có thể gây hại cho cơ thể, chẳng hạn như chất béo, muối và đường. Theo thời gian, một chế độ ăn uống không phù hợp, thiếu lành mạnh có thể đưa đến tăng huyết áp, béo phì, đái tháo đường và một số bệnh lý khác, từ đó tiếp tục gây hại cho thận. Vậy ăn gì để thận khỏe mạnh? Chế độ dinh dưỡng phải cung cấp nhiều rau xanh, trái cây, các loại ngũ cốc và hạn chế tối đa các loại thực phẩm chế biến sẵn. 5. Lưu ý lượng muối nạp vào cơ thể. Muối là chất có thể ảnh hưởng đến cơ thể theo nhiều cách khác nhau.
Đối với một số người, muối dường như tác động làm tăng lượng protein trong nước tiểu, từ đó có thể gây hại cho chức năng thận hoặc làm cho bệnh lý thận hiện mắc trở nên tồi tệ hơn. Chế độ ăn nhiều muối còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp, một nguyên nhân điển hình gây suy chức năng thận và sỏi thận, có thể gây đau đớn và tổn thương cấu trúc tiết niệu nếu không được điều trị. 6. Bổ sung đủ nước. Nước giúp vận chuyển các chất dinh dưỡng quan trọng đến thận và các chất thải đến bàng quang dưới dạng nước tiểu. Nếu không bổ sung đủ nước, các cầu thận, một cấu trúc lọc nhỏ bên trong thận, có thể ngừng hoạt động, dẫn đến sỏi thận và nhiễm trùng. Ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể làm hỏng chức năng thận nếu để xảy ra thường xuyên. Để thận khỏe mạnh thì bạn nên uống từ 4 đến 6 cốc nước mỗi ngày, nhưng số lượng có thể tăng thêm nếu đang bị bệnh hoặc sốt. 7. Xây dựng chế độ luyện tập thể dục thể thao phù hợp. Tương tự chế độ ăn uống lành mạnh, việc tập thể dục vừa sức giúp ngăn ngừa các bệnh lý có thể dẫn đến tổn thương thận như đái tháo đường hoặc bệnh tim. Nhưng đừng cố gắng chuyển trạng thái từ lười vận động sang tập thể dục cường độ cao trong thời gian ngắn. Tập thể dục quá sức cũng có thể gây hại cho chức năng thận, đặc biệt khi cơ thể vẫn chưa thật sự sẵn sàng. Cách giữ thận khỏe mạnh phù hợp nhất chính là xây dựng chế độ tập luyện vừa sức khoảng 30 đến 60 phút mỗi ngày và ít nhất 5 ngày một tuần. Để giúp thận tốt hơn, bạn nên bắt đầu chậm rãi nếu trước đó chưa tập và kiểm tra với bác sĩ nếu xuất hiện các vấn đề về sức khỏe. 8. Sàng lọc bệnh lý thận. Điều quan trọng là bạn phải biết được các yếu tố nguy cơ mắc bệnh thận của bản thân. Nguy cơ mắc bệnh thận tăng lên khi bạn hoặc người thân trong gia đình có tiền sử bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc tiền sử gia đình bị suy thận. Những trường hợp này sẽ được bác sĩ đề nghị thực hiện các xét nghiệm chức năng thận như một phần trong việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi được phát hiện sớm, các bệnh lý thận sẽ dễ điều trị hơn và có thể khỏi hẳn. 9. Cần thận trọng với rượu bia. Với thận khỏe mạnh, việc sử dụng một hoặc hai ly rượu không có khả năng làm tổn thương chức năng cơ quan này. Những trường hợp sử dụng quá nhiều, nhiều hơn 4 ly trong chưa đầy 2 giờ, có thể đột ngột gây hại nghiêm trọng cho chức năng thận và có thể dẫn đến các vấn đề lâu dài. Sử dụng rượu thường xuyên còn có thể khiến cơ thể mất nước, dẫn đến thận không hoạt động tốt, tăng cân, bệnh gan, tăng huyết áp và một số tình trạng khác ảnh hưởng đến sức khỏe. 10. Từ bỏ thói quen hút thuốc lá. Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư thận và tổn thương các mạch máu, từ đó ảnh hưởng đến chức năng thận vì làm giảm hoặc chậm lưu lượng máu đến thận. Thêm vào đó, hút thuốc lá có thể ảnh hưởng đến tác dụng một số loại thuốc điều trị tăng huyết áp. Tình trạng này rất nghiêm trọng vì huyết áp cao không được kiểm soát là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh lý thận. 11. Quản lý các vấn đề về sức khỏe. Hai bệnh lý phổ biến nhất ảnh hưởng đến thận là đái tháo đường và tăng huyết áp. Việc xây dựng chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên có thể giúp kiểm soát cả hai bệnh lý này. Với đái tháo đường, người bệnh cần phải theo dõi chặt chẽ chỉ số đường huyết và bổ sung hormone insulin khi cần thiết. Đối với tăng huyết áp, bệnh nhân hãy kiểm tra huyết áp thường xuyên và sử dụng các loại thuốc đúng theo chỉ định bác sĩ. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị 12 món ăn, bài thuốc từ ba kích, vì thuốc được biết nhiều với công dụng bổ thận tráng dương, tốt cho phái mạnh. Ba kích còn có tên gọi khác là ba kích thiên, cây ruột gà, bất điêu thảo, kê trường phong, ba kích nhục, liên châu ba kích. Cây ba kích mọc hoang ở gian rừng, trên đồi rậm giữa các bụi bờ, bãi hoang, nhiều nhất ở Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình. Đặc biệt ở Đông Triều, Quảng Ninh có loại ba kích tốt hay được lựa chọn. Bộ phận dùng rễ phơi hay sấy khô, bỏ lõi, rễ đào quanh năm, tốt nhất vào thu đông. Đào rễ về rửa sạch đất cát, phơi hay sấy khô. Khi gần khô đập dẹt, bỏ lõi, rồi lại phơi cho thật khô. Trong rễ ba kích chủ yếu có chất anrac glucosid, rất ít tinh dầu, chất đường, nhựa và axit hữu cơ. Rễ tươi có vitamin C.
Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Dương, khoa nội tổng hợp, bệnh viện Tuệ Tĩnh, ba kích có vị cay ngọt, tính ôn, quy kinh can, kinh thận, có tác dụng ôn thận trợ dương, kích tam tiêu, mạnh gân cốt, khử phong thấp, dùng chữa các chứng gân cốt yếu, mềm, lưng gối đau. Hỏi: người âm hư, quả thịnh, đại tiện táo bón không nên dùng, hoặc cần kết hợp cho tốt các vị thuốc. Trong nhân dân, ba kích là một vị thuốc bổ trí não và tinh khí, dùng trong các bệnh liệt dương, sớm xuất tinh, di mộng tinh, phụ nữ kinh nguyệt không đều. Ngày dùng 10 đến 30 gram dưới dạng thuốc sắc hay cao lỏng. Một số món ăn bài thuốc bổ thận tráng dương từ ba kích: thịt nạc hầm ba kích, ba kích 8 gram, thiên đông 5 gram, thịt lợn nạc 50 gram, gừng 3 gram, hành củ 10 gram, muối 1 ít. Cách chế biến: thịt nạc, ba kích, thiên đông rửa sạch, cắt miếng, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Bỏ tất cả vào nồi, đổ vào khoảng 1 lít nước. Dùng lửa lớn nấu sôi, sau đó dặn nhỏ lửa hầm thêm 50 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần. Tác dụng bổ thận dương, hạ huyết áp. Lòng gà hầm 3 kích, lòng gà 1 bộ, 3 kích nhục 30 gram, gừng, muối, tiêu, hành lá mỗi thứ 1 ít. Đem 3 kích rửa sạch, cắt mỏng để ráo. Rửa hành lá cho sạch, cộng hành trắng giã nhuyễn, lá hành cắt khúc, để sẵn. Gừng cạo vỏ cho sạch, cắt thành từng đoạn vừa ăn, để ráo. Đem cả bộ lòng đã làm sạch, ướp với cộng hành trắng giã nhuyễn, ít muối và tiêu rồi trộn với nhau cho thấm. Đem bộ lòng gà đã ướp cho vào nồi cùng với ba kích và thêm nước lạnh đủ hầm. Nấu nước thật sôi, sau đó cho lửa nhỏ lại, hầm riu riu khoảng 1 giờ. Khi bộ lòng đã chín, nêm chút muối cho vừa miệng rồi thả gừng cắt sợi và rắc ít tiêu cho thơm là ăn được. Ăn liên tục khoảng 7 đến 10 ngày. Người bệnh di tinh, thận dương hư, đau lưng, đi tiểu nhiều nên dùng. Không dùng cho bệnh nhân tăng huyết áp. Canh lòng gà, 3 kích, lòng gà 100 gram, nhục thung dung 15 gram, 3 kích 12 gram, gừng tươi 5 gram. Lòng gà rửa sạch, cắt đoạn 5 cm. 3 kích thiên, nhục thung dung chia ra rửa sạch, cho vào một túi vải nhỏ, buộc chặt miệng. Đem lòng gà và túi thuốc bỏ vào nồi đất, thêm vào lượng nước thích hợp, cho gừng và muối vào. Đun trên lửa lớn đến khi sôi thì bớt lửa, nấu thêm 1 giờ nữa thì vớt túi thuốc ra, nêm gia vị vừa dùng. Tác dụng: ấm thận, thích hợp cho người bị hội chứng bệnh thận dương suy hư, liệt dương, đái són, ban đêm tiểu tiện nhiều. Thận dê bổ dương, 3 kích thiên 10 gram, thận dê 1 cặp, tiểu hồi hương 0,5 gram, sau hẹ 0,5 gram, đổ trọng 10 gram, muối ăn. Thận dê rửa sạch, lọc bỏ màng gân, đem mấy vị thuốc trên và muối bỏ vào bên trong thận rồi dùng dây buộc lại. Đặt vào nồi đun chừng 30 đến 50 phút, loại bỏ dược vật trong, cắt thận dê thành lát ăn vào bữa tối. Tác dụng: bổ thận tráng dương, cố tinh dùng cho người tính dục suy thoái, phụ nữ bị bạch đới. Tráng cân dưỡng huyết thang, 3 kích thiên 15 gram, đổ trọng 30 gram, hồi hương 5 gram, thanh diêm 15 gram, nhục thung dung 15 gram, phá cố chỉ 20 gram. Các vị thuốc tán thành bột, dùng thận heo, bổ ra, cho thuốc vào, buộc lại, hấp chín. Mỗi lần ăn một quả uống với chút rượu. Công dụng: ích thận, dưỡng huyết, hoạt lạc, cường cân, làm mạnh lưng, chữa lưng đau. Ba kích mướp đắng, 3 kích 100 gram, hạt mướp đắng 50 gram. Tất cả sấy khô tán bột, ngày uống 2 lần, mỗi lần một thìa canh với rượu ngon, trước khi ăn. Tác dụng: chữa liệt dương. Trà lá ba kích, lá ba kích 30 gram, đường đỏ. Lá ba kích rửa sạch, bỏ vào nồi, đổ vào 200ml nước. Dùng lửa lớn nấu sôi, sau đó dặn nhỏ lửa nấu 5 phút, thêm chút đường đỏ vào là được. Uống thay trà. Tác dụng: bổ can, thận, giảm huyết áp. Ba kích nấu thịt nai, 3 kích thiên 30 gram, thịt nai 50 gram, gừng tươi, gia vị, nước đủ dùng. Thịt nai rửa sạch, thái miếng, 3 kích rửa sạch. Cho tất cả vào nồi nước đã đun sôi,
rồi dặn nhỏ lửa hầm khoảng 3 giờ, nêm gia vị vào là dùng được. Ăn cùng với cơm, món ăn có công dụng chữa trị liệt dương, giúp bổ thận dương. Ba kích hầm đuôi lợn, đậu đen, đuôi lợn 100g, đổ trọng 20 giờ, ba kích 20 giờ, tục đoàn 20 giờ, nhục thung dung 10g, đậu đen 30g, gia vị vừa đủ. Đuôi lợn rửa sạch đem hầm với các vị thuốc trên nêm gia vị vừa dùng, dùng liên tục 7-10 ngày. Tác dụng: bổ thận, sinh tinh. Cháo ba kích hầm thịt dê 100g, ba kích 15g, gạo tẻ 150g. Thịt dê thái nhỏ ướp gia vị, ba kích đun sôi với 1 lít nước trong 30 phút lấy nước nấu cháo. Cho tất cả vào nồi hầm thành cháo, nêm gia vị vừa đủ là ăn được. Món cháo có công dụng ích tỳ thận, sinh tinh. Rượu ba kích đã bỏ lõi 40g, thục địa, nhục thung dung, ngũ vị tử mỗi loại 20g, nhân sâm 10g, 1 lít rượu trắng. Các vị thuốc trên cho vào 1 lít rượu trắng 400 ngâm trong vòng 21 ngày có thể dùng được. Mỗi tối uống 30ml. Những người bị liệt dương, thiểu năng tình dục nên ngâm và sử dụng loại rượu thuốc này. Rượu ba kích tươi, mang củ ba kích tím, bỏ lõi ngâm với rượu nếp, để 1 tháng là dùng được. Rượu giúp cường gân cốt, bổ thận, tráng dương. Lưu ý, người âm hư, táo kết không nên dùng. Đối với bệnh nhân mỡ máu hoặc rối loạn đa chuyển quá cần cân nhắc các món ăn trên và tham khảo ý kiến của các bác sĩ y học cổ truyền. Thưa quý vị, gan và thận là hai cơ quan nội tạng tương quan và bổ trợ cho nhau. Nếu một trong hai cơ quan bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến cơ quan còn lại, vì thế bảo vệ thận, đồng thời cũng phải bảo vệ gan. Nếu một lá gan không khỏe mạnh, chắc chắn sẽ biểu hiện ra bên ngoài cơ thể. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị cách bắt bệnh gan chỉ với một cách đơn giản là xem những bất thường ở lòng bàn tay. Đó có thể là dấu hiệu nhen nhóm ung thư gan. Quý vị cần phải đi khám gấp. Ung thư gan là một trong những căn bệnh rất phổ biến ngày nay và tỷ lệ người mắc bệnh đang ngày càng tăng cao. Nếu bạn không chủ động phát hiện ra bệnh từ sớm thì khả năng chữa khỏi bệnh sẽ giảm xuống. Vậy nên, ngay khi thấy có 3 hiện tượng xuất hiện ở lòng bàn tay dưới đây thì bạn nên chủ động đi kiểm tra gan ngay. 1. Nổi gân xanh trên mu bàn tay. Nếu trên mu bàn tay lộ ra những đường gân xanh rõ rệt thì điều này cho thấy gan và túi mật hoạt động không tốt. Điều này khiến bạn thường dễ sinh ra nóng giận, cáu gắt. Vậy nên, bạn đừng chủ quan khi thấy mu bàn tay nổi gân xanh thường xuyên nhé. 2. Lòng bàn tay mẩn đỏ. Các vết mẩn đỏ xuất hiện trên lòng bàn tay và các đầu ngón tay cũng là một dấu hiệu rõ rệt của bệnh về gan. Khi bạn ấn mạnh vào thì màu đỏ sẽ mờ dần nhưng chỉ một lúc sau là lại trở về màu đỏ như cũ. Đây là biểu hiện của các bệnh như viêm gan, xơ gan cấp và mãn tính hay thậm chí còn là dấu hiệu của ung thư gan. Do đó, bạn đừng chủ quan khi thấy hiện tượng này xuất hiện trên lòng bàn tay của mình. 3. Móng tay có sọc nâu. Móng tay có sọc nâu là dấu hiệu tế bào gan đang bị tổn thương. Nếu bạn bị viêm gan thì các tế bào gan sẽ sưng to, sâu, hoại tử và làm xuất hiện triệu chứng sọc nâu trên móng tay. Sau khi đã điều trị khỏi bệnh gan thì triệu chứng này sẽ được cải thiện rõ rệt. Thưa quý vị, trạch tả trong đông y từ lâu đã được xem là thảo dược trị bệnh gan tốt nhất và phục hồi gan bệnh nhanh nhất. Trạch tả hay còn gọi là mã đề nước bộ phận dùng làm thuốc, thân củ phơi hoặc sấy khô của cây trạch tả. Sau khi rửa sạch, ủ mềm thái phiến phơi hay sấy khô thì gọi chung là trạch tả. Nếu tẩm với nước muối rồi sao nhỏ lửa cho vàng thì gọi là diêm trạch tả. Nếu đem sao với trấu thì gọi là sao trạch tả. Tác dụng của bào chế, trạch tả tẩm muối là để dẫn thuốc vào thận, tăng cường tác dụng lợi tiểu, lợi thấp mà không làm tổn thương âm dịch. Trạch tả sau khi sao với trấu là làm giảm bớt tính hàn, để tránh làm tổn thương dương khí ở trung tiêu, tăng cường công năng kiện tỳ hòa dị. Tính dị quy kinh, trạch tả dị ngọt tính hàn, vào kinh thận, bàng quang, phế. Công năng chủ trị, theo y học cổ truyền, trạch tả lợi tiểu tiện, thanh thấp nhiệt.
dùng chữa tiểu không thông, phù thủng, nôn ói tiêu chảy, tiểu ít, tiểu ra máu, tiểu gắt, tiểu buốt do sỏi, chóng mặt qua mắt do đàm, đới hạ thể thấp nhiệt, bệnh mỡ máu cao. Theo nghiên cứu của y học hiện đại, trong trạch tả chủ yếu chứa tinh dầu, chất bột. Các nghiên cứu trong phòng thực nghiệm cho thấy trạch tả có tác dụng lợi tiểu, ức chế hàm lượng cholesterol và mỡ trong máu tăng cao, đồng thời có tác dụng chống gan nhiễm mỡ và làm tăng lưu lượng mạch dành tim. Cao trạch tả có tác dụng hạ huyết áp, hạ đường huyết, có thể đề phòng xơ hóa động mạch chủ, cải thiện thay đổi lipid, hạ mỡ máu, còn có tác dụng chống thiếu máu cơ tim, chữa các bệnh về tim mạch. Các báo cáo trên lâm sàng dùng độc dị trạch tả từ 12 đến 24 giờ sắc lấy nước uống sáng và chiều điều trị gan nhiễm mỡ và chức năng gan suy giảm đều thu được hiệu quả khá tốt. Dùng trạch tả trị gan nhiễm mỡ quý vị áp dụng như sau: trà trạch tả 15g, chè búp 3g. Trước tiên sắc trạch tả 20 phút, chắc lấy nước, hãm trà 3 đến 4 lần uống trong ngày. Các báo cáo trên lâm sàng cho thấy trạch tả có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống chất mỡ trong gan. Búp chè hỗ trợ làm giảm cholesterol, tăng sức đàn hồi của mạch máu, phòng xơ giữa động mạch và gan nhiễm mỡ. Những người béo phì, gan nhiễm mỡ nên uống loại trà này hàng ngày. Bài thuốc kết hợp: trạch tả 15g, đương quy 15g, cỏ nhọ nồi 30g, nữ trinh tử 20g, sắc uống mỗi ngày một thang. Gia giảm trong bài thuốc: trường hợp gan nhiễm mỡ do nghiện rượu gia thêm, các căn, rễ sắn dây 30g, bồ công anh 15g. Viêm gan virus, nhất là viêm gan B mạn tính gia thêm, hổ trượng căn, cốt khí cũ 15g. Suy giảm chức năng gan kèm theo đái tháo đường gia thêm, huyền sâm 15g, thương truật 15g. Béo phì dẫn đến gan nhiễm mỡ gia thêm, đại hoàng 6-10g, hà diệp, lá sen 15g. Gan nhiễm mỡ kèm theo chức năng tiêu hóa kém gia thêm, phục linh 12g, bạch truật 20g. Ngoài ra, dưới đây là một số loại thảo dược có tác dụng hỗ trợ chức năng gan mà bạn có thể tham khảo. Atiso được xem là thần dược của bệnh gan vì có tác dụng làm sạch các độc tố trong gan, làm mát gan, giúp da dẻ mịn màng và hết mụn. Qua Atiso chứa nhiều taraxasterone và ferion, là những chất có tác dụng ức chế viêm khá mạnh. Cao Atiso có tác dụng bảo vệ gan, lợi mật, hạ cholesterol và được dùng trị viêm gan, viêm túi mật hoặc chức năng của gan mật kém, sỏi mật. Diếp cá, diếp cá là một loại cây thuốc nam phổ biến ở Việt Nam. Lá của diếp cá có tính mát, chống viêm và giải độc. Chính vì vậy, diếp cá được đánh giá là cây thuốc nam giải độc gan hiệu quả. Ngoài ra, diếp cá còn có tác dụng tốt trong việc giảm cholesterol, giảm đau bụng và tăng cường chức năng tiêu hóa. Hoa cúc để giải độc gan và cải thiện sức khỏe, hoa cúc là một lựa chọn tuyệt vời. Với vị ngọt ngào và tính mát, hoa cúc có tác dụng thanh nhiệt giải độc và làm dịu căng thẳng thần kinh. Ngoài ra, nó còn có tác dụng phòng ngừa ung thư, tiêu độc, kháng khuẩn và hạ huyết áp. Có thể kết hợp hoa cúc với các loại thảo dược khác như hoa kim ngân sắc, cam thảo có thể đem lại hiệu quả tốt hơn. Diệp hạ châu là một loại cây thuốc nam có tính mát, có thể được sử dụng để giải độc gan, ngăn chặn quá trình phát triển của các loại virus như virus viêm gan B, C. Bên cạnh đó, loại cây này còn giúp làm giảm đau đầu, giảm đau bụng và tăng cường chức năng tiêu hóa. Nó cũng có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa. Cây nhọ nồi có tính hàn, vị ngọt và không chứa độc tính. Loại thảo dược này không chỉ có tác dụng chữa cảm sốt hiệu quả mà còn là vị thuốc bổ thận, mát gan rất lành tính. Cỏ nhọ nồi giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ các chứng tâm thận nóng rất hiệu quả. Bên cạnh đó, đây cũng là cây thuốc nam giải độc gan hiệu quả, cải thiện chức năng gan cũng như chữa bệnh lý về gan hay triệu chứng vàng da. Cỏ nhọ nồi có thể được sắc nước uống giải độc gan hoặc tán thành bột mịn rồi trộn với nước cơm để dùng. Cà gai leo,
Cây cà gai leo có tác dụng tiêu độc, khi chế biến thành trà giải độc gan có thể trị gan nóng và gan yếu. Các chất dinh dưỡng như các saponin steroid, solasodinone, flavonoid và glyconcaloid có trong cây cà gai leo giúp hỗ trợ việc điều trị viêm gan virus, ngừa tăng trưởng khối u và ngăn chặn các chứng xơ giữa động mạch. Cây cà gai leo còn được sử dụng rộng rãi trong y học dân gian để giải rượu và cải thiện các triệu chứng chướng bụng, vàng mắt, vàng da, mệt mỏi và táo bón. Cây nhân trần là một loại thảo mộc mọc hoang trên các vùng đồi, ruộng. Loại cây này có tác dụng tăng tiết mật và giải độc của gan, chống viêm và kháng khuẩn. Nước sắc nhân trần được dùng rộng rãi để chữa sốt, bệnh gan và hồi phục sức khỏe sau đẻ, kết hợp với quả dành dành để chữa bệnh viêm gan vàng da. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ cung cấp thêm nhiều điều bổ ích cho quý vị. Chúc quý vị sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đàn ông tuổi thọ ngắn thường yếu ở năm chỗ, sau 60 tuổi mà không có chứng tỏ thể lực còn sung mãn. Xin chào quý vị. Tuổi trung niên là thời điểm mà mỗi người không chỉ dễ bị đe dọa bởi nhiều loại bệnh tật mà còn thường xuyên phải chịu áp lực rất lớn trong cuộc sống. Theo các chuyên gia, khủng hoảng tuổi trung niên là sự mất tự tin và cảm giác lo lắng hoặc thất vọng có thể xảy ra ở độ tuổi từ 35 đến 50. Điều này liên quan đến nhận thức về việc bản thân ngày càng già đi, đời sống tình dục suy giảm, thành tựu của bản thân chưa bằng người khác đồng trang lứa. Đến lúc bước qua ngưỡng cửa 60 tuổi, nam giới sẽ bước vào một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Ở giai đoạn này, nếu không chú ý chăm sóc sức khỏe hàng ngày, họ càng dễ rơi vào tình trạng chán nản vì thể chất suy yếu nhanh chóng. Để giảm bớt tác động của lão hóa thể chất, nhiều người đã bắt đầu chú ý đến việc giữ gìn sức khỏe từ rất sớm. Họ nhận thức rõ tầm quan trọng của sống thọ, bởi vì sống thọ không chỉ có nghĩa là một người có thể sống lâu hơn mà còn đại diện cho cách duy trì một lối sống lành mạnh hơn. Đàn ông bắt đầu già đi ở độ tuổi nào? Khi nào đàn ông bắt đầu già đi là một câu hỏi phức tạp, bởi vì yếu tố sinh lý và di truyền của mỗi người là khác nhau, dẫn đến quá trình và tốc độ lão hóa khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, nam giới bắt đầu dần xuất hiện một số triệu chứng sau khi bước vào tuổi trung niên. Thông thường, nam giới bắt đầu suy giảm chức năng thể chất từ độ tuổi 30, sau đó giai đoạn từ 50 đến 60 tuổi là nhanh nhất. Nguyên nhân là do sự thay đổi hormone và nồng độ hormone trong cơ thể. Khi đàn ông già đi, họ cũng bắt đầu mất khối lượng và sức mạnh cơ bắp do giảm số lượng và chất lượng các sợi cơ. Ngoài ra, tốc độ trao đổi chất và khả năng miễn dịch của nam giới giảm dần khiến họ dễ mắc bệnh và nhiễm trùng hơn. Sau khi đàn ông bước sang tuổi 60, cơ thể sẽ trải qua nhiều thay đổi, chủ yếu là do quá trình lão hóa tự nhiên. Nếu một người bắt đầu thấy yếu ở năm điều sau đây, có thể tốc độ lão hóa đang diễn ra rất nhanh, kéo theo đó là nguy cơ giảm sút tuổi thọ. 1. Chức năng sinh lý yếu đi. Độ tuổi 60 là độ tuổi bắt đầu của tuổi già. Lúc này các cơ quan và các chỉ số sinh lý trong cơ thể sẽ suy giảm dần. Có thể biểu hiện như mờ mắt, vận động chậm, giảm khả năng chịu đựng của cơ bắp, hệ miễn dịch và quá trình trao đổi chất yếu đi. Do các chức năng sinh lý của cơ thể bị suy giảm, hệ miễn dịch của nam giới sau 60 tuổi dễ yếu đi. Từ đó thường xuyên bị nhiễm vi khuẩn, virus, nấm và các bệnh nhiễm trùng khác, có thể gây ra nhiều bệnh cấp tính và mãn tính. Đồng thời, do quá trình trao đổi chất chậm lại, tốc độ phục hồi bệnh cũng có thể chậm hơn. Điều này có thể dẫn đến thời gian điều trị dài hơn và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tuổi già hay gặp, chẳng hạn như huyết áp cao và bệnh tim mạch vành. 2. Xương khớp yếu. Khi đến giữa cuộc đời, xương dễ gãy hơn do bắt đầu giảm mật độ. Đặc biệt ở những người trên 50 đến 60 tuổi, loãng xương luôn là vấn đề được quan tâm bởi nó không chỉ khiến xương dễ gãy mà còn làm mất nhiều thời gian hơn để chữa lành. 3. Cơ bắp yếu đi. Khi chúng ta già đi, khối lượng cơ và sức mạnh có thể giảm dần. Tình trạng mất cơ thường diễn tiến nhanh với người từ 75 tuổi trở đi, nhưng với một số người,
Quá trình này tăng tốc sớm nhất là ở giai đoạn 60 đến 65 tuổi và muộn nhất là 80 tuổi. Đây là yếu tố hàng đầu dẫn đến sự suy nhược cơ và nguy cơ té ngã, gãy xương ở người lớn tuổi. Điều này có thể dẫn đến giảm khả năng vận động thể chất và tăng nguy cơ té ngã và chấn thương. 4. Hệ thống tim mạch yếu. Đàn ông sau 60 tuổi có nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tim mạch như xơ cứng động mạch, giảm độ đàn hồi của mạch máu, từ đó kéo theo gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như bệnh tim, đột quỵ. Tuổi thọ của những người mắc bệnh suy tim không thể dự đoán chính xác và phụ thuộc vào nhiều biến số. Tuy nhiên, theo Zinmed.com, dữ liệu tổng hợp năm 2019 cho thấy tỷ lệ sống sót sau 1, 2, 5 và 10 năm từ ngày chẩn đoán suy tim lần lượt là 87%, 73%, 57% và 35%. Điều này cho thấy tuổi thọ bị giảm đáng kể nếu không duy trì được sức khỏe tim mạch. Đàn ông muốn trẻ khỏe hơn phải làm được 4 điều. Chế độ ăn uống lành mạnh. Một chế độ ăn uống cân bằng rất quan trọng để duy trì sức khỏe tốt và dẻ ngoài trẻ trung. Hãy tiêu thụ đủ rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, protein chất lượng cao và chất béo lành mạnh, đồng thời hạn chế thực phẩm nhiều đường, muối và chất béo. Tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục vừa phải có thể giúp duy trì vóc dáng, tăng cường sức mạnh cơ bắp, cải thiện chức năng tim phổi và thúc đẩy tuần hoàn máu. Nên tập thể dục nhịp điệu cường độ vừa phải, ít nhất 150 phút mỗi tuần, chẳng hạn như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội, đồng thời tăng cường rèn luyện sức mạnh, tăng cường cơ bắp. Ngủ đủ giấc. Giấc ngủ rất quan trọng cho quá trình hồi phục và tái tạo của cơ thể. Duy trì thời gian ngủ đủ 7 đến 9 giờ mỗi đêm và cố gắng tạo môi trường ngủ yên tĩnh, tối và mát mẻ để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Kiểm soát căng thẳng. Căng thẳng lâu dài có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa thể chất và ảnh hưởng đến sức khỏe làn da cũng như hệ thống miễn dịch. Học cách kiểm soát căng thẳng, thư giãn thông qua thiền, thở sâu, yoga và các phương pháp khác, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ và giao tiếp xã hội để giảm căng thẳng. Lý giải nguyên nhân khiến đàn ông không muốn tình dục, trong y học gọi tắt là S. Thưa quý vị, ham muốn tình dục ở nam giới có chiều hướng giảm dần theo năm tháng. Điều đáng nói là ngày càng nhiều người không mặn mà với chuyện ấy dù chớm bước vào tuổi trung niên. Những lý do nào khiến họ thờ ơ với tình dục, đó có phải là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe? Ham muốn tình dục có xu hướng giảm dần theo tuổi tác ở nam giới. Một nghiên cứu năm 2019 với hơn 12.000 nam giới 45 tuổi cho thấy khoảng 1 trong 20 người báo cáo ham muốn tình dục thấp hoặc ham muốn tình dục thấp. Nhưng mức độ ham muốn tình dục khác nhau giữa nam giới, vậy mức độ như thế nào là thấp và quá thấp? Các chuyên gia cho rằng nếu ham muốn tình dục của bạn giảm, nhưng nếu đó không phải là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và nó không làm phiền bạn, bạn chưa cần phải quá suy nghĩ. Trường hợp ham muốn tình dục thấp gây ra lo lắng cá nhân, trầm cảm hoặc căng thẳng trong mối quan hệ của cặp đôi, thì có thể đã đến lúc tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ chuyên khoa. Tình trạng mất hứng thú với tình dục của bạn kéo dài đủ lâu để trở nên khó chịu, thì đã đến lúc bạn nên đến gặp bác sĩ. Đôi khi mất hứng thú với tình dục là chuyện bình thường. Ví dụ nếu bạn không ngủ ngon vào đêm hôm trước hoặc nếu bạn đang hồi phục sau chấn thương, ham muốn tình dục của bạn có thể giảm xuống. Tuy nhiên, khi tình trạng mất hứng thú với tình dục của bạn kéo dài đủ lâu để trở nên khó chịu, thì đã đến lúc bạn nên đến gặp bác sĩ. Điều này quan trọng đối với cả sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn cũng như mối quan hệ của vợ chồng bạn. Ham muốn tình dục ở nam giới được tác động một phần bởi sức khỏe thể chất tổng thể của nam giới, bao gồm cả gen và hormone như testosterone. Bên cạnh đó, các yếu tố tâm lý như căng thẳng và lo lắng cũng ảnh hưởng đến hứng thú của phái mạnh với tình dục, cũng như các yếu tố thể chất như bệnh mãn tính. Ham muốn tình dục giảm tự nhiên ở một mức độ nào đó khi chúng ta già đi, nhưng không có lý do gì mà nó nhất thiết phải biến mất hoàn toàn, ngay cả ở độ tuổi 60, 70 và hơn thế nữa.
Sau đây là một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. 1. Testosterone thấp. Testosterone là hormone sinh dục chính của nam giới. Mức testosterone thấp có thể làm giảm ham muốn ở một số nam giới, nhưng không phải mọi người đàn ông sẽ mất ham muốn tình dục với sự sụt giảm này. Ngoài ra, một số đàn ông lớn tuổi có thể không bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm ham muốn tình dục. Nếu ham muốn tình dục thấp là một vấn đề, bác sĩ có thể kiểm tra mức độ testosterone của bạn. Thông thường, nồng độ testosterone giảm ở nam giới khi họ già đi, và nó cũng giảm ở nam giới mắc bệnh đái tháo đường type 2 và những người béo phì. Trên thực tế, có tới 35% nam giới trên 45 tuổi có testosterone thấp hoặc thiểu năng sinh dục. Thông thường, testosterone của một người đàn ông đo được từ 300 đến 1.000 nanogram trên mỗi decilit khi xét nghiệm máu. Bác sĩ có thể xem xét mức độ dưới 300 là thấp, đặc biệt là với các triệu chứng của thiểu năng sinh dục, có thể bao gồm ham muốn tình dục thấp. 2. Bệnh mãn tính và hút thuốc ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Khi đàn ông bước qua tuổi 60, họ có xu hướng mắc nhiều bệnh mãn tính hơn, chẳng hạn như bệnh đái tháo đường và bệnh tim. Những điều này cũng có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Bệnh đái tháo đường và bệnh tim đều có thể làm giảm mức testosterone ở một số nam giới. Những bệnh này cũng có thể dẫn đến ét vì chúng làm thay đổi các mạch máu trong dương vật của bạn, hạn chế khả năng đạt được hoặc duy trì sự cương cứng của nam giới. Nhiều nghiên cứu cho thấy hút thuốc dường như cũng có tác động tương tự. Nam giới hút thuốc ở độ tuổi từ 40 đến 70 có nguy cơ bị ét cao gần gấp đôi. Và mặc dù ét và ham muốn tình dục là những thứ khác nhau, chúng thường có liên quan chặt chẽ với nhau vì đàn ông bị ét thường mất hứng thú với tình dục. Theo tâm lý, nếu một người đàn ông cố gắng và thất bại nhiều lần trong chuyện ấy, điều đó có thể làm giảm ham muốn của họ đối với việc cố gắng quan hệ tình dục. Việc điều trị rối loạn cương dương và các nguyên nhân của nó thường xuyên có thể hồi sinh ham muốn tình dục. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ góp phần vào một đời sống tình dục lành mạnh. 3. Sức khỏe tâm thần kém có thể làm suy giảm ham muốn tình dục. Các vấn đề về sức khỏe tâm thần cũng đóng một vai trò trong việc mất ham muốn tình dục ở nam giới. Điều này đặc biệt xảy ra ở những người đàn ông trẻ tuổi, những người có mức testosterone thấp ít có khả năng xảy ra. Vấn đề có thể là vấn đề cá nhân, chẳng hạn như trầm cảm, lo lắng hoặc lạm dụng chất kích thích, hoặc nó có thể là vấn đề nảy sinh giữa nam giới và đối tác. Đôi khi, vấn đề chỉ đơn giản là quá căng thẳng tâm lý. Căng thẳng đó có thể do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như những thay đổi đáng kể trong công việc hoặc trường học, hoặc các vấn đề gia đình. Tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn tình dục ở nam giới ngày càng trẻ hóa. Nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như nam giới phải đối mặt với nhiều vấn đề từ công việc nơi công sở, quan hệ với gia đình, đồng nghiệp, chi phối của thu nhập nên rất dễ bị căng thẳng. Khi tình trạng căng thẳng kéo dài sẽ gây nên ức chế hệ thần kinh, lúc đó não bộ sẽ kích thích không đủ, dẫn đến tinh hoàn sẽ không làm việc hết công suất và nồng độ nội tiết sẽ không được duy trì. Có một số cách tiếp cận tâm lý giải quyết cả các vấn đề sức khỏe tâm thần cá nhân và động lực của mối quan hệ. Ví dụ, xung đột trong một mối quan hệ thân mật có thể làm tổn hại đến ham muốn tình dục. Trong trường hợp đó, cả hai người tham gia trị liệu. Nói chuyện với bác sĩ là cách tốt cho bạn và đối tác của bạn. 4. Thuốc ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Bác sĩ của bạn có thể điều trị một số vấn đề sức khỏe tâm thần bằng thuốc. Thực tế, những loại thuốc đó cũng thường góp phần vào ham muốn tình dục thấp. Một số loại thuốc phổ biến được kê toa cho cả lo âu và trầm cảm có các tác dụng phụ về tình dục, bao gồm mất ham muốn tình dục. Hầu hết các loại thuốc chống trầm cảm, thuốc chống loạn thần và thuốc điều trị tâm thần nói chung có thể có tác động tiêu cực đến ham muốn tình dục. Trong trường hợp đó hãy nói chuyện với bác sĩ đang điều trị cho bạn. Có thể có các loại thuốc thay thế với ít tác dụng phụ hơn. 5. Giấc ngủ ảnh hưởng đến ham muốn tình dục như thế nào? Mất ngủ là một thủ phạm ham muốn tình dục phổ biến khác.
và nó không chỉ ở những người đàn ông lớn tuổi mà những người đàn ông trẻ cũng có thể giảm ham muốn tình dục do quá mệt mỏi và họ không còn hứng thú với tình dục nữa. Một vấn đề khác có thể là chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Tình trạng mãn tính này làm gián đoạn nhịp thở của bạn suốt đêm, khiến bạn khó có thể chìm vào giấc ngủ sâu và yên giấc. Kết quả là sự mệt mỏi vào ban ngày có thể làm giảm ham muốn tình dục của bạn. Chứng ngưng thở khi ngủ cũng liên quan đến mức testosterone thấp hơn, một lý do có thể khác khiến chứng rối loạn này có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của bạn. Nên đi gặp bác sĩ khi có các dấu hiệu sau. Đối tác của bạn nói rằng bạn ngáy to hoặc có biểu hiện ngừng thở trong thời gian ngắn suốt đêm. Khi đó, bác sĩ có thể đề nghị một nghiên cứu về giấc ngủ qua đêm. Nó đo hoạt động của não, mức oxy, nhịp tim và hơn thế nữa khi bạn ngủ. Nếu bác sĩ chẩn đoán chứng ngưng thở khi ngủ, điều trị có thể giúp khôi phục ham muốn tình dục của bạn. Có thể cải thiện tình trạng suy giảm ham muốn ở đàn ông. Điều quan trọng nhất bạn có thể làm lúc đầu là nhận ra vấn đề và trình bày với bác sĩ. Đối với một số người đàn ông, điều đó có thể khó khăn nhưng kiểm tra sức khỏe là một việc cần thiết. Nói chuyện với bác sĩ về việc đánh giá đầy đủ sức khỏe của bạn, bao gồm mức độ hormone và sức khỏe tâm thần cũng như về bất kỳ loại thuốc nào bạn dùng và bất kỳ tác dụng phụ nào mà bạn nhận thấy. Thực hiện theo đơn thuốc hoặc liệu pháp của bác sĩ và thông báo về các tác dụng phụ của thuốc. Nếu bạn hút thuốc, hãy cân nhắc việc bỏ thuốc. Hút thuốc là nguyên nhân gây ra S cũng như các tình trạng dẫn đến S, có thể làm giảm ham muốn tình dục. Bác sĩ của bạn có thể giúp bạn tìm ra một kế hoạch bỏ thuốc phù hợp với bạn. Đừng quên tầm quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên, có thể giúp cải thiện cả sức khỏe thể chất và tinh thần và dẫn đến một cuộc sống tình dục tốt hơn. Tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị một loại nước cực rẻ nhưng tốt không kém thuốc bổ, vừa giúp hạ đường huyết lại dưỡng thận, bổ gan, nhà nào cũng có. Loại nước này vô cùng quen thuộc với cuộc sống của hầu hết mọi người, mang lại nhiều lợi ích quý giá cho sức khỏe. Nước lọc là nguồn nước sạch, tinh khiết, đã loại bỏ những tạp chất, vi khuẩn, có hại cho sức khỏe, cũng là loại nước rất quen thuộc với mỗi gia đình Việt. Có thể nói, chúng ta tiêu thụ loại nước này mỗi ngày nhưng không phải ai cũng biết được những công dụng thiết thực của nó. Dưới đây là 6 lợi ích vàng mà loại nước này mang lại cho sức khỏe. 1. Tốt cho người tiểu đường. Nước lọc là lựa chọn tốt nhất cho người mắc bệnh đái tháo đường vì loại nước này không chứa calo nhưng hydrat quá trong nước lại kiểm soát lượng đường trong máu. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng thói quen uống nước lọc có liên quan đến việc giảm 6% nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2. Loại nước ngon, bổ, rẻ này sẽ giúp thúc đẩy giải phóng một loại acid amin ảnh hưởng đến việc điều chỉnh lượng đường trong máu. Do đó, thay vì dùng những loại nước khác vừa tốn kém mà lại không rõ công dụng, người bệnh tiểu đường nên ưu tiên tiêu thụ nhiều nước lọc để giúp giảm lượng đường và calo nạp vào cơ thể. 2. Tốt cho gan. Cơ thể chúng ta có đến hơn 70% là nước. Vì vậy, nước và thói quen uống nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mọi hoạt động của cơ thể, đặc biệt là gan. Nguyên nhân là vì đây là cơ quan có nhiệm vụ đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Nếu cơ thể không được cung cấp đủ nước sẽ làm chất độc tích tụ tại gan, lâu dài sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để các cơ quan trong cơ thể có thể hoạt động một cách bình thường. 3. Tốt cho thận. Không chỉ tốt cho gan, uống nước lọc còn giúp duy trì thể tích máu và lưu lượng chất lỏng ổn định chảy qua thận, hỗ trợ cơ quan này loại bỏ độc tố hiệu quả, ngăn ngừa tình trạng sỏi thận và suy giảm chức năng thận. Khi bạn không uống đủ nước, nguy cơ mắc sỏi thận có thể gia tăng. Nước đóng vai trò quan trọng trong việc làm loãng các muối và khoáng chất có trong nước tiểu, từ đó ngăn chặn sự hình thành các tinh thể rắn từ chúng, thường được biết đến là sỏi thận. Bên cạnh đó, nước lọc còn giúp cân bằng độ pH trong nước tiểu, từ đó làm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn trong đường tiết niệu, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị tình trạng viêm thận do nhiễm trùng.
thêm một lý do để chúng ta uống nhiều nước hơn mỗi ngày. 4. Làm đẹp da. Nước lọc đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe và làm đẹp da. Chỉ cần chúng ta uống đúng đủ lượng nước mỗi ngày là đã chăm sóc làn da một cách tự nhiên, đồng thời bổ trợ cho các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp khác đạt hiệu quả cao nhất. Theo đó, khi cơ thể được cung cấp đủ nước, các tế bào da sẽ duy trì sự đàn hồi, kết quả là làn da trở nên mềm mịn, săn chắc và trẻ trung hơn. Ngoài ra, uống nước lọc đủ còn giúp cơ thể của bạn có khả năng loại bỏ các chất cặn bẩn một cách hiệu quả hơn thông qua đường tiểu tiện và mồ hôi. Từ đó góp phần giúp da trở nên tươi sáng, rạng rỡ hơn và giảm nguy cơ mụn trứng cá cũng như các vấn đề về da khác. 5. Giúp cơ bắp khỏe mạnh. Có thể bạn chưa biết, uống nước lọc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức mạnh của cơ bắp. Cơ bắp là một phần quan trọng trong các hoạt động thể chất. Nếu cơ bắp không được cung cấp đủ nước, hiệu suất hoạt động của chúng sẽ bị giảm đáng kể. Trước khi tham gia vào hoạt động thể chất, thói quen uống đủ nước có thể giúp bạn tăng cường sức lực, tăng độ bền và kéo dài thời gian tập luyện. Việc duy trì đủ lượng nước trong cơ thể còn giúp cơ bắp hoạt động linh hoạt hơn và tránh tình trạng chuột rút hay chấn thương. 6. Giúp não hoạt động tốt. Bằng cách thay thế các loại đồ uống khác bằng nước lọc, bạn sẽ giúp bộ não hoạt động tốt hơn. Não chứa hơn 70% lượng nước, do đó, cung cấp nước đầy đủ sẽ giúp kích hoạt tế bào não hiệu quả, từ đó giúp não hoạt động tốt hơn, khỏe mạnh hơn. Tiếp theo mời quý vị theo dõi nội dung uống cà phê vào thời điểm này, giảm bụng bia, cholesterol không ngờ. Một nghiên cứu từ Nhật Bản cho thấy thói quen uống cà phê hàng ngày có thể giúp chống lại một dạng mỡ nguy hiểm trong cơ thể. Thói quen tiêu thụ cà phê có thể liên quan đến tỷ lệ mỡ nội tạng thấp hơn đáng kể ở cả nam và nữ. Khác với lớp mỡ dưới da, mỡ nội tạng bao bọc xung quanh các cơ quan vùng bụng sâu bên trong cơ thể. Một trong những đặc trưng của tình trạng nhiều mỡ nội tạng có thể nhận biết là dòng bụng thường to quá khổ, kiểu bụng bia. Nguy cơ xuất hiện nhiều mỡ nội tạng thường tăng lên theo tuổi tác và thói quen tiêu thụ rượu bia. Mỡ nội tạng từng được chứng minh là làm tăng nguy cơ các vấn đề sức khỏe đáng ngại bao gồm bệnh tim, Alzheimer, tiểu đường type 2, đột quỵ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã đưa ra một giải pháp cực kỳ hấp dẫn, uống cà phê và ăn bánh mì vào buổi sáng. Họ đã xem xét dữ liệu của hơn 3.500 người, bao gồm hơn 1.200 nam giới và 2.300 phụ nữ. Kết quả cho thấy tỷ lệ béo phì nội tạng thấp hơn khoảng 24%, tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa thấp hơn khoảng 30% ở những người thường xuyên uống cà phê sáng. Một cách thú vị, mức giảm nguy cơ tăng lên lần lượt là 45% và 41% ở những người dùng cà phê kèm bánh mì cho bữa sáng. Tuy vậy, các bước nghiên cứu sau đó cho thấy giá trị của bánh mì chỉ là vì người hay ăn bánh mì buổi sáng hay thích ăn kèm món này với một ly cà phê, nên việc uống cà phê sáng của họ đều đặn hơn hoặc uống nhiều hơn. Nhìn chung, tác dụng giảm béo phì nội tạng và giảm các chỉ số liên quan đến hội chứng chuyển hóa là nhờ cà phê. Trong đó, hội chứng chuyển hóa là tình trạng đặc trưng bởi ít nhất 2 trong 5 yếu tố: béo bụng, mức cholesterol toàn phần cao, cholesterol xấu LDL cao, triglyceride chất béo trung tính cao, cholesterol tốt HDL thấp. Tác dụng kỳ diệu của cà phê đối với mỡ nội tạng và hội chứng chuyển hóa được cho là nhờ các hợp chất hoạt tính sinh học bên trong loại đồ uống này: caffeine, các hợp chất polyphenol bao gồm acid chlorogen. Đó là những hợp chất chống oxy hóa, chống viêm cực tốt, hỗ trợ cân bằng năng lượng cho cơ thể, giảm cân và đặc biệt là giảm mỡ vùng bụng nói chung.